Quận Hoàng Mai ra quyết định cưỡng chế vi phạm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Linh Đàm vì chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, đã triển khai xây dựng tại dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại khu đô thị mới Tây Nam, Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, ngày 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Linh Đàm vì đã khởi công xây dựng công trình mà thiếu mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ và xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định phê duyệt trong trường hợp miễn giấy phép xây dựng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính cả hai lỗi là 62,5 triệu đồng. Ngoài việc xử phạt hành chính, còn buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 10 ngày. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Linh Đàm đã không thực hiện công tác khắc phục hậu quả trong thời gian yêu cầu. Chính vì vậy, ngày 6 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định số 7336/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Linh Đàm vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo đó, quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Linh Đàm phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 6, điều 15, nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng và công sở. Quyết định nêu rõ, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo biên bản vi phạm hành chính và hoạt động xây dựng số 55 biên bản vi phạm hành chính ngày 11 tháng 11 năm 2019 do đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai lập. Thời hạn thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt nhận được quyết định. Địa điểm thực hiện: một phần ô đất PT2, khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2019. Giao cho ông Bùi Chí Dũng làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Linh Đàm chấp hành. Trong thời hạn 15 ngày, công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định. Nếu quá thời gian mà không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Dù đã bị xử phạt, quyết định cưỡng chế như trên, tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều ngày 3 tháng 1 năm 2020, dự án vẫn đang rầm rộ thi công và hoàn thiện. Một số căn đã đưa vào sử dụng. Khu đất PT1, PT2 hầu như đều được phủ kín chỗ. Bằng mắt thường, có thể nhận thấy sự lôm côm, mỗi căn hộ được thi công một kiểu, chưa hề có sự đồng bộ trong thiết kế và quy hoạch như một khu đô thị. Đó là chưa kể công nhân đang thi công tại đây không được trang bị bảo hộ lao động, thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người lao động, của chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Dù văn bản quyết định cưỡng chế đã nêu rất rõ ràng, tuy nhiên khi nhìn vào thực tế thì có lẽ văn bản cưỡng chế này chỉ để cho có, để đối phó. Bởi đến nay đã hết thời gian theo quyết định cưỡng chế số 7336, lẽ ra phường Hoàng Liệt đã phải tổ chức cưỡng chế. Nhưng thực tế những gì đang diễn ra khiến dư luận đặt ra câu hỏi: có phải chủ đầu tư dự án đang coi thường pháp luật và các cơ quan chức năng có đang dung túng cho các vi phạm này? Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.